Xin chào Nguyễn, cô chú anh chị em và tất cả các bạn. Tôi tên Nguyễn Thị Kim Hiền, hôm nay tôi 65 tuổi và hiện đang sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang làm một cái công việc rất là yêu thích, đó là phân phối trà hòa tan Multichoice và sản phẩm cao cấp Lucenta trẻ hóa trong 5 giây cùng với tập đoàn bên này. Thì tôi đang theo học cái lớp thay đổi để nâng cao, thay đổi để thành công của sponsor của ông Tâm. Hôm nay đã là cái bài học thứ 8 rồi. Cái bài học của tôi đó là quản trị cảm xúc. Phải nói là đây là một cái bài học mà ông Sơn Tâm đã dạy công nghiên cứu, dạy công biên soạn để cho chúng ta, để truyền cái cảm hứng cho tất cả chúng ta. Thì cái qua cái bài học này tôi nhận thấy rằng một cái điều là cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn vẻ. Trong một ngày chúng ta có biết bao nhiêu cái suy nghĩ, nào là vui, nào là buồn, nào là tích cực, nào là tiêu cực, khi lo lắng, khi lo sợ, khi vui mừng, khi phấn khởi. Thế nhưng làm sao để giữ lại được cái cảm xúc đó, giữ lại được những cái cảm xúc tích cực để chúng ta luôn luôn thành công, thì đó là cả một cái quá trình. Và Bông Xô đã cho chúng ta thấy từ những cái hình ảnh nho nhỏ, những cái âm thanh nho nhỏ, những cái động tác nho nhỏ, chúng ta có thể giữ lại được cái cảm xúc ấy, có thể giữ được cái cảm xúc ấy. Tôi nghĩ đó là quá tuyệt vời đối với tôi. Tôi nghĩ đến những cái búng tay, tôi nghĩ đến những cái tiếng huýt sáo, tôi nghĩ đến cái tiếng lanh canh gõ trong một cái ly nước, tôi nghĩ đến những cái vỗ vai, những cái ôm hôn thắm thiết. Thì đó là những cái cảm xúc tích cực mà chúng ta cần phải giữ lại. Tôi cũng nghĩ đến những cái điều thành công mình có trong một quá khứ. Tôi cũng nghĩ đến những cái kỷ niệm đẹp đẽ về bạn bè, về thầy cô, về cha mẹ, về các người yêu thương mình. Và để làm một cái cảm xúc tích cực trong đời sống hàng ngày. Và một lần nữa xin cảm ơn ông Số Hồng Tâm. Cảm ơn em rất nhiều. Em đã truyền cảm hứng cho tôi thật là thành công. Và tôi nghĩ rằng người thành công là người phải biết quản trị cảm xúc. Yeah!